Nhiều người cho rằng mỗi khi gặp nguy hiểm hay sợ hãi trước kẻ thù, theo bản năng đà điểu thường vùi đầu xuống cát, và chúng coi như vậy đủ để giấu toàn bộ thân hình khổng lồ khỏi kẻ địch hùng mạnh phía trước. Tuy nhiên, trên thực tế, đà điểu không vùi đầu vào cát để tránh nguy hiểm. Các chuyên gia về động vật cho biết, niềm tin rằng đà điểu chôn đầu vào cát để tránh kẻ thù không hề đúng chút nào. Đà điểu là động vật chạy nhanh nhất trên hai chân, có khả năng chạy 40 dặm giờ. Nếu tốc độ ấn tượng này là không đủ, đà điểu có rất nhiều cách phòng thủ khác. Chúng cao khoảng 2-3 mét và nặng tới 160 kg. Nếu bị đe dọa, chúng có thể tung ra một cú đá đủ mạnh để giết chết một con sư tử. Rõ ràng, đà điểu có rất nhiều phòng thủ tự nhiên và ít lý do để chúng phải tìm cách lẩn trốn bằng việc vùi đầu xuống cát. Vậy huyền thoại vùi đầu vào cát bắt nguồn từ đâu? Khi đến lúc bắt đầu xây dựng một gia đình, đà điểu đào một cái hố lớn rộng khoảng 2 mét và sâu gần 1 mét. Chúng chôn những quả trứng dưới những cái hố đó một cách an toàn. Sau đó mẹ và bố thay phiên nhau ngồi trên những quả trứng để bảo vệ trứng cho đến khi chúng nở. Một vài lần trong ngày, bố mẹ đà điểu nhúng đầu xuống đất để nhẹ nhàng xoay trứng bằng cách sử dụng mỏ của chúng. Vậy nên nếu nhìn từ xa, một con đà điểu đang lúi húi quanh lỗ ấp trứng trông sẽ giống hệt như nó đang chôn đầu vào cát. Việc này có thể đã làm nảy sinh huyền thoại vùi đầu xuống cát của đà điểu. Trứng được coi là vật mỏng manh nhất của tự nhiên. Nhưng khi người ta thử nghiệm những quả trứng của loài đà điểu châu Phi, chúng có thể chịu được sức nặng tới 120 kg. Tất nhiên, chúng cũng là những quả trứng lớn nhất, 1,5-2 kg một quả, và khối lượng vỏ là 280 g. Mỗi quả trứng đà điểu nặng bằng 36 quả trứng gà. Trứng đà điểu có lớp vỏ dày, đủ sức chịu đựng trọng lượng của chim mẹ khi ấp. Màu trắng khiến trứng dễ bị những kẻ săn mồi nhòm ngó, nhưng rất giữ mát dưới nhiệt độ cao trong ngày. Đà điểu là loài chim duy nhất trên thế giới có hai ngón chân. Chân đà điểu có một móng rất nguy hiểm, dài khoảng 7 cm, có thể gây thương tích, thậm chí là tử vong khi chúng đá vào đối phương. Chúng có xu hướng tiến về phía trước. Nếu bạn gặp phải một con đà điểu đang giận dữ thì bạn hãy nằm áp sát đất và che đầu lại.